Hello, xin chào mừng các bạn đến với Trung kênh Trung Quy Tê Sai Vô của Trung. Thì bữa nay là chủ nhật, Trung chúc các bạn và gia đình có một kỳ lễ nghỉ cuối tuần thật là hạnh phúc và vui vẻ ha. Thì như đây Trung thì nói chung chủ nhật nào Trung cũng về ngoại chơi bạn, nếu không về ngoại thì cũng Trung dắt con cái đi đây đi kia rồi vô. Thì Trung này con cũng là thì mình làm cái một tuần lễ mà mệt nhọc bạn, thì chủ nhật mình sẽ giải lao cho tí xíu thì mình sẽ làm nó hiệu quả hơn vào ngày đầu tuần tiếp theo ha. Thì chỉ còn mình cứ bừa này tháng này qua năm nọ, tháng kia năm nọ thì các bạn sẽ không có thời gian để các bạn đi nghỉ ngơi và để cho bản thân các bạn có thời gian nó giải chết ha. Thì mình sẽ tạo cơ hội về chung ở đây thì hai chọn cái phương pháp về ngoại chơi, đặc biệt là đỡ tốn tiền ha. Quan trọng là vụ đó bạn đỡ tốn tiền ha. Thì bữa nay chủ nhật thì Trung cũng làm cái clip những cái lô mai giá 400k. Thì bữa clip trước Trung đã làm cái lô mai giá 700k của Thủ Đức, này là giỏ Thủ Đức 19 tới 12 cánh mà cánh bông bự ha. Về những cái bông này là bông ok thì các bạn khỏi cần phải lo không có bông chi tết ha. Thì Trung sẽ đo cái thì dòng thông số đó. Thì theo giờ ví dụ các bạn mua cây mai ở cái dòng này là 8 phân mà ha, dòng 8 phân. Chiều cao của em này thì được 56 ha. Thì các bạn mua tết các bạn nào phải ra chợ mình mua cây mai, mai là may mắn lộc an thì mình về mình trưng tết để cho nông địa. Thì những cái mai nhỏ này là thích hợp nhất ha, mà nó quan trọng nhất là cái cây mai mà mình đã về mình chăm sóc bằng chăm sóc giờ tết còn 2 tháng nữa thì mình sẽ chăm sóc mình bón cho hàm lượng kali cho nó cao chút ha, cho nó nuôi bông dưỡng bông rồi mình canh cái ngày lạc lá. Nó cái cảm giác mình canh lạc lá mà nó nở đúng tết mà nó sẽ rất vui hơn là cái cảm giác mà mình mua cây mai ở chợ gì rất nhiều ha. Thì bây giờ trước mặt của Trung thì cái cây mai có mã số là 1152 ha, giá 400k. Thì bạn thấy cái gốc rất quái ha, gốc nhỏ thôi nha, nhỏ mà rất quái. Hồi xưa là do cái bên đây mặt bên đây nó có cái rải gì nó ăn vô cái cây cái dây gì nha, nó dướng qua cái nó cuốn là nó sần vô luôn. Nhìn thấy nó rất đẹp bạn, nhìn thấy nó cũng ok ha, hoàn toàn không có lỗi ha, tàn bông thì còn khỏi lo. Đây một cái gốc rất quái luôn, Trung không biết coi kêu đây con mì kêu bằng cái con gì để nói nữa. Thì Trung sẽ Zalo anh em giá 400k là chưa có tiền ship ha. Rồi tới cây thứ hai. Cây thứ hai là cái cây lùng lực bạc. Cây thứ hai thì lùng lực ha, là cây mã số 1153. Thì cây này mới nhìn thì các bạn thấy nó đơn giản lắm, nó không bình thường ha, nó không có gì hết. Nhưng mà điều Trung sẽ phân tích cho bạn cái là chỗ đẹp của nó ha. Thứ nhất là cái tàn nó đều tròn và búp nụ nhiều. Và thứ hai thì các bạn thấy cái này nè ha. Cái này nó quẹo ở đây là nó quẹo ở đây, là nó ù đây, nó liền cốt mà liền cốt luôn, nhìn thấy cũng rất có ấn tượng ha. Cây này thì mình có thể mình quay qua năm mình đi tết mình dở lên á, mình dở lên mình để cho cao lên hở nó thành một cái chữ cờ ha, cờ rất hiệu quả luôn, chữ cờ rất đẹp, rất rất chuẩn chữ cờ luôn. Hoặc là mình có thể mình để cái miền chậu để cho nó nằm xuống, để cái miền chậu ở đây cho cái ngang cho nó xuống dán thác đổ xuống cũng được. Thì mình sẽ cắt làm lại cái này, nói chung là có thế làm rồi, có thế làm ha. Thì nhờ nó có cái đầu cong của cái sườn nè, cong sườn y chữ cờ ha. Thì anh em sẽ là tạo được nhiều thế đó, bạn thấy mới nhìn là đơn giản này, thấy gốc nó không có gì hết ha, bình rất bình thường, nhưng mà điều nhìn kỹ là cái gốc nó rất có ấn tượng mà. Rồi cây hồi nãy là bao ghép cũng gần liền, cây này có bao ghép cũng gần liền các bạn. Những cây nhỏ này thì các năm sau các bạn chơi nó là bông nó ok là liền ok rồi. Những cây này thì các bạn cứ chơi thoải mái đi. Tết mà nếu mà tết cây bông mà nở không vàng á, Trung sẽ cầm cái mai tặng xuống tới nhà bạn, tặng cho bạn cái mai khác. Tại bông nó rất nhiều bạn, thì mình nói mình phải làm cái hoành cây này thì chỉ có 8 gần 9 bằng 99 non ha. Đó mà thấy nè, búp nụ cỡ này mà bạn nghĩ sao nó nở nó không vàng cây đúng không? Mình chăm sóc kiểu nào nó nở cũng được hết á. Mà cái gì không cần bón phân nó cũng nở nữa. Giống cái giờ là họ đã kích bông kích chuẩn hết rồi, giờ mình về mình không cần bón nha. Mình chỉ việc tưới nước thôi, khỏi cần kích gì tết vẫn nở bình thường nha. Nhưng mà như nói các bạn đừng có quên là bạn đừng quên xịt thuốc trừ sâu nha. Mình phải xịt thuốc trừ sâu thường xuyên. Cây này là 43. Tại khi mà cái búp nụ nó hoàn thành gì bạn, khi nó bung ra mình sẽ phải xịt thuốc từ sâu để cho những con sâu trứng sâu, những cái hộp sâu nhỏ nó không ở trong cái búp nụ. Khi nó nở cái bông ra nó sẽ đẹp bạn. Còn nếu bằng mình mà để cho sâu nó vô nó ăn á thì nó nở cái cánh ra nó sẽ rụng và nó sẽ hư cái bông ha. Bạn thấy cái dàn lá này không? Dàn lá rất bự rất đẹp luôn. Cái bông này bạn các bạn khỏi phải chơi bông rồi ha. Thì đây là giỏ Thủ Đức 9 tới 12 cánh bông thơm nha bạn. Đó thấy cái lá ha. Lá rất bự ha. Lá chung đo bàn tay chung nè. Đây luôn. Đấy không? Đó một lá. Nay là nó có những cái lá vàng như vậy là gọi là đúng đây mà, là đúng chuẩn theo cách chăm sóc của nhà vườn chuyên nghiệp nha. Đó lá là đụng là rớt ha, đó là đúng kịch. Và bạn không cần phải lo ha, tại vì cái trên cái mai rất nhiều lá, bạn thấy giờ vàng lá rất còn xanh thì nó sẽ không bao giờ có gì hiện tượng mà nở trước tết đâu các bạn lo.
nó sẽ rất chuẩn ha. Rồi cây này là cây thứ hai, là cây lùng lực. Bạn thấy cái dàn dáng tàn không, nhìn rất ấn tượng ha, bút nụ thì ok luôn. Rồi tới cây thứ ba, cây thứ ba thì cái cây nó cũng hơi cái có cái bộ đế nó quèo 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 đây. À, cái bộ đế này nó hơi nó quấn quấn mà, nó quấn quấn thì rễ. Ở dưới đây thì rễ cũng nhiều ở đây nè, tại chúng không có mồi lên ha. Bạn thấy bộ đế quấn cũng rất ok ha. Mồi ghép thì cũng đã liền được 90% rồi, còn một tí xíu nữa là hết liền rồi. Sao nó có sụp sụp tí ra. Rồi, để chung đo thông số vòng 1, vòng 2, vòng 3 của em đó ha. Của em này có thể đi có đủ tiêu chuẩn đi làm người mẫu không? Mấy cây này thì đa số nhỏ nhỏ, bằng những cây này thì các bạn thích hợp để trên bàn rồi chơi cho vui ha. À, chứ để phê chơi mình chơi vài năm nó sẽ có giá trị hơn mà. Cây này là cái hoành này là hoành có 9 phân mà ha. Thì bữa nay chủ nhật rồi thì anh em mình cứ nghỉ về lao thoải mái thì vui vẻ, cái gì cái làm cũng phải nghe ngày cuối tuần cho nó hành thật là vui ha. Thì cái cây này là chiều cao nó khoảng 59 này bạn, 59 ha, chiều cao 59 là gần 60. Đó bạn thấy cây dàn gốc ha, dàn gốc rất ấn tượng ha. Mỗi cây thì nói chung chung gặp nhập được mai này nó nhỏ nhỏ không, nhưng mà đều chung giá búp nụ ha, búp nụ và tàn gốc thì nó đa số là nó toàn là những cái cây mà nó đẹp đẹp không, những cây mà thời gian sau nó sẽ có giá trị mà. Thời gian sau mình chơi thời gian nó sẽ có giá trị ha. Rồi cây này là cây thứ ba ha, là cây 154 ha, cũng là 400.000 ha, mà chưa có tiền ship nha các bạn. Những cây này thì các bạn gửi đi tiền ship nó rất rẻ rồi, nó không có nhiêu tiền đâu, tại cái việc chiều cao nó không có nhiêu á, nên gửi rất rẻ ha. Còn mấy cái cây này bộ đế thì bạn khỏi phải lo bộ đế ha, bộ đế thì rất ok rất mạnh rồi. Rồi tới cây thứ tư, cây thứ tư là cây 1155 ha, cái vụ 1155 này thì vui nè. À, bữa hôm chúng làm là 1111, 1122, 1133, 1144 như này là tới 1155 ha. Rồi sắp sửa sẽ có 1166 và tới cuối cùng có 1199 ha. Thì nó phải trùng số bạn. À, cây này bạn thấy búp nụ cũng rất nhiều ha. Ok ha, đây búp nụ này. Rất nhiều búp nụ ha. À, cái như cây này bạn khỏi cần lo búp nụ ha. Bo ghép thì đã liền được 80% rồi bạn. Cái thân ghép trên thì cũng bự nè, chúng đo vòng 1 của em luôn. Vòng 1 chúng đo ăn gian là chúng đo luôn cùng kẽm nha. Cùng kẽm nó không quan sát quá. Không có đi nhắc cái dây thước gì được. À, 7 phân mà. Luôn kẽm 7 phân thì không có kẽm chắc 6 rưỡi thôi. Rồi dòng 2 của em đó là 11 năm ha. Dòng 2 của em là 11 năm. Mà được cái em này là em này hơi xấu đó bạn. Em này hơi xấu là em chung chu đích ra chia ra ha. Đó, chu đích ra. Rất ok ha. Rồi rất ok, chú đích ra. Thì bây giờ chung sẽ làm tắt cái tạm thời chung tắt cái tai nghe của Bluetooth ha. Để nó nhiều khi anh em điện tới cái nó ngắt ngang, nãy chung làm cái clip trước bị rồi. Bữa nay chủ nhật mà, anh em mình rảnh rỗi nên anh em mình cũng tìm những cái mic đẹp như vô luôn. Thì anh em cũng hay điện cho chung. Thì nay ngày không làm. Thì nên chung quay clip ngày nay chung phải tắt thì tiếng nói chung có hơi nhỏ xíu thì bạn thông cảm giùm nha. Tại mình có cái Bluetooth thì mình nói nó sẽ lớn hơn ha, còn không có nó sẽ nhỏ hơn. Đó, cây này là cây thứ tư ha, thứ tư là có dòng thông số rồi chúng đo luôn cái chiều cao cây này ha. Hồi nãy chúng đo rồi, như hình như trên cây này chúng đo rồi là chiều cao nó 60 khoảng. Nói nhiều quá. Chiều cao nó 64 mà ha. Rồi ok, tôi bỏ chỗ ha. Rồi tới cây thứ năm ạ. Cây thứ năm là một cây nó rất nhỏ thôi bạn, nhưng điều nó cũng có cái vỏ ha. Cây nào nó dùng đây nhỏ coi bỏ hết à. Đó bạn thấy cái bộ ghép nè. Đó, đang kéo rất đỏ ha. Đang kéo đỏ hoàn toàn không có lỗi ha. Giò cẳng thì giò trước có ha. Đó, một cây cũng nói chung một cây cũng nhìn nó có nó nhỏ thì bạn như cái lấy giá nó cũng là lạ mà nè. Cái giá nó lạ ha. Đó, dàn đế sao, đuôi sao. Thì những cái cây này thì chúng đã nói trước rồi, những cái cây này là gốc rất nhỏ thôi. Và bộ đế bạn khỏi lo nè. Đây. Bạn lo không? Bộ đế rất mạnh ha. Bột cục rải cả cục bá luôn. Thì cây này chúng gửi chúng sẽ dở lên về chúng bó bầu cho anh em về chơi xong rồi anh em mình bỏ vô chậu, anh em mình thêm một dòng đất thôi, hoặc là bỏ vô chậu vừa y như chung vậy là bỏ vô thôi, không cần phải thêm bất cứ gì hết. Chậu này thì nó có cái chiều phủ bì luôn là 32 bạn ha, phủ bì luôn 32 đó, thì mình bỏ vô mình chơi thôi. Đó là một dàn tàn cây rất ok ha. Rồi chung đó thông số của em nó luôn ha. Cái này thì bó ghép đã liền được 70% mà ha, còn 30% nó chưa liền, mà đang kéo rất đỏ mà, đang kéo đỏ là rất liền. Và hoàn toàn cái lô mai này là chung giám bao của bạn, là lô mai này không có lỗi hết nha. Cái năm mai chung sẽ làm lô mai có lỗi ha, còn cái này cũng không lỗi. Cái này mấy con ốc nó vô ăn mà, ốc thì chung bữa nào chung sẽ chia sẻ với bạn cách làm ốc. Nói chung là nay thời gian nhiều quá, bạn của chung không có lời chia sẻ được cái cách chăm sóc mai đó. Thì anh em nào ủng hộ chung thì vô cái clip trước của năm trước của chung á,
thì chúng ta chia sẻ từng tháng luôn, nói chung từ tháng 1 đến tháng 12 luôn, là các bạn ghi vô bấm là giao cách chăm sóc mai tháng 8 ha, âm lịch rồi ha, hoặc tháng 10 âm lịch là nó sẽ ra ha. Thì anh em chia sẻ rất nhiều rồi và cũng rất là nhiệt tình trên mạng rồi, thì anh em mình có thể tham khảo. Rồi khi nào chúng rảnh chúng sẽ làm những cái clip đó ha. Đó, mà thấy cái rải này không, rải này nó một cái rải chia ra nó bó những cái rải rất là đẹp, nhưng cái này sau này có giá trị. Nhưng mà cái này là hoành nó chỉ có 10.05 ha, 10.05 chưa được 1 ha. Rồi thông số chiều cao của em này có làm 10 mẫu được không ha. Em này chiều cao thì chỉ có 50 thôi bạn ha, chiều cao 50. Búp nụ được ok đó, búp nụ cũng rất nhiều ha. Mà điều này đó, bạn thấy búp nụ nè, cũng rất ok ha. Rồi chúng sẽ bỏ chung quay cho anh ta. Đây dàn ta mà, bạn thấy dàn ta không? Nó như cây 400 ngàn rất là mà điều rất đẹp ha. Dàn ta rồi ok ha. Rất là chuẩn ha. Rồi tới cây cuối cùng. Cây cuối cùng cũng là một cây cái mặt nghinh nghinh mà. Đó, cái mặt này nghinh nghinh nè, mặt này nghinh nghinh nè. Đó, mà thấy cái mặt nghinh nghinh ha. Đó, bo ghép thì cũng đã được liền 80% rồi, tí xíu nó liền hết rồi. Còn bo trên này rất bự ha. Đó, bạn thấy cái mặt nghinh nghinh ha. Một cái con nói chung là những cây này họ làm là bạn khỏi phải lo cái vụ mà nó gốc nó yếu, rễ nó yếu nha. Rồi bù rễ người ta chăm sóc là bằng chuyên nghiệp mà bạn khỏi lo. Rồi họ chăm sóc bù rễ rất mạnh nè. Nên bạn thấy hiện bây giờ là còn 2 tháng nữa tới Tết mà bạn thấy vàng lá không? Lá còn rất xanh, rất cứng ha. Và họ ghép chỉ cái một giống thôi. Rồi chúng đo dòng hoành thông số của em đó ha. Rồi hoành hoành một của em nó là hoành thăng của em đó, hoành thăng là hoành 2 ha. Hoành 2 của em nó là 10 ha. Để chỉ có 10 thôi. Rồi hoành 1 của em nó là 9 ha. Hoành 1 9 còn hoành 2 10. Và đo chiều cao của em nó luôn ha. Em nào cũng phải có chiều cao. Những cây này thì họ đã chia tàn chia đọt rồi, đã dựng đỉnh đâu xong xuôi hết bạn, bằng chi gì để chơi thôi. Tưới nước giờ chơi Tết thôi. Chiều cao của em nó là 55. Họ đã uống rồi làm sẵn hết rồi. Giờ mình cái gì mình để mình tưới nước và chơi Tết thôi. Còn hoặc mình bón thêm phân và phun thêm thuốc ở chút đỉnh thôi. Bị bù lá thì bạn thấy bù lá là rất bự, rất tốt rồi. Bạn khỏi cần phải lo bù lá bù rễ ha. Đây, giờ cao bạn rất to đó bạn. Bạn thấy vừa vàng lá không? Mai vàng lá rất bự ha. Vàng lá này thì lặt lá sướng ha. Đây, loại giống mà nó là thật thì loại giống mà. Cái này trung nhập thì là đa số họ làm những cái giống lá bự này không ha. Đó, các bạn biết đồng nghĩa lá bự là bông nó sẽ bự rồi ha. Rồi, cái đây chúng cầm điện thoại chúng quay lại từ cây ha. Rồi, bây giờ chúng sẽ cầm điện thoại chúng quay lại từ cây. Mình nói là mình phải làm bạn, chứ mình quay là mình quay cho kỹ ha. Đầu ý nó có giá có 400 ngàn một cây thôi. Nhưng mà điều mình làm cái gì mình cũng phải cho nó cẩn thận. Anh em mình xem cho kỹ cho rõ. Chứ để không nhiều khi anh em mình mua cái mai về mà nhìn cái mai thấy xấu quá, nhìn qua nhìn lại thấy ghét lắm ạ. Nên chung bán mai chung phải cái nào có lỗi chúng nó có lỗi, cái nào không lỗi chúng nó. Cây nào có bông nhiều chúng nó nhiều mà. Các bạn thấy không? Cây nào có bông thì chúng nó có bông, cây nào không bông chúng nó không bông ha. Mà đa số đợt du nhập mà đợt mai đợt này là 150 cây là đa số bông nhiều, cứ kích kịch hết. Không có cây nào không có bông hết nên bạn không cần phải lo ha. Đây, đó, bạn thấy nè, gần gốc nè, một cái gốc rất ấn tượng ha. Bỏ ghép nè bạn, gần liền ha. Hoàn toàn không có lỗi ha. Đang kéo đỏ này thì bạn chơi năm nay năm sau nữa là bạn cắt cành là nó sẽ liền rồi. Rất lẹ bạn. Đó, gần gốc nè ha. Rất đẹp ha. Nói chung nó là lạ bạn ha. Nó nhỏ thôi như này đừng có bỏ. Rồi dàn tàn của em nó cũng là ok ha. Rồi dàn tàn của em nè, dàn tàn thấy cũng ok ha. Nó cũng là điều tàn tròn tàn mà bông nụ nhiều ha. Cây này thì để trên bàn để cho nông địa thì khỏi chơi rồi. Rồi cái cây thứ hai thì cây 1153 ha, là cũng giá 400k. Nè bạn thấy cái bồi rễ không? Đó cái rễ nó lên nó uống cong một cái chữ C ha. Chữ C rất là ấn tượng luôn nha. Đó một cái chữ C ha. Chữ cờ đi ha, chữ cờ như vậy. Ở đây là một cái cục tròn đã liền luôn ạ. Đã liền cốt luôn, y một cục tròn luôn đó, cục tròn luôn. Nhìn cũng rất có cái ấy ha. Bên đây là có cái rễ ha. Đó. Thì mới nhìn vô mình thấy đơn giản thôi nhưng thật tới cây này nhìn nó rất ấn tượng mà. Rồi dàn tàn của em đó ha, búp nụ thì bạn cũng khỏi lo búp nụ ha. Rồi tới cây thứ hai, cây thứ ba. Cây thứ ba là cây 1154 ha. Đây. Một cây để quắn nha, quắn nhìn này rất ok, ok ha. Đây, đẹp đẹp. Rồi bo ghép thì cũng đã gần liền mà, gần liền ha. Hoàn toàn không có lỗi gì hết các bạn. Rồi dàn tàn của em ha.
Rồi tới cây thứ tư. Đây thứ tư là một chung nói một em chú đích đây bạn. Một em chú đích ha. Đây chú đích đây. Cái mà là cây 1155 ha. Bây giờ gốc nữa ha, bỏ ghép nữa ha. Hoàn toàn không có lỗi ha. Cây này thì cây nào cái nói chung cây nào bút nụ cũng nhiều các bạn. Rồi tới cây thứ năm. Đây đây nằm là một em chân em nằm ha, nhỏ nhỏ thôi nhưng em nó có rõ ha. Đây một em nằm nè. Đó em nằm ha. Đây, rất ok ha. À, ba cái đấy nó chập nhau ha bạn, ba cái đấy ha. Và bộ ghép đang kéo đất đỏ ha. Rồi dàn tàn của em luôn ha. Rồi đến cây cuối cùng. Đây cây cuối cùng trung hô hình thú đây. À, cuối cùng cũng đẹp nè ha. Đó bộ ghép nè bạn. Đang kéo đất đỏ ha. Đây. Cây này thì nó cái dáng nó cái cành này nó thấp luôn dưới đất luôn. Lá thì rất ok. Cây nào lá cũng xuống bên mà. Đó bằng nhiều gốc nè. Như cái này thì anh em mình chơi xong này mình sẽ nâng năm sau anh em mình sẽ nâng cao lên ha. Hạ xuống đây là sẽ ló hết được bụi đấy ra thì nó sẽ có cái ấn tượng hơn. Nó sẽ đẹp. Thân ghép thì bạn thấy đâu bo nó rất bự ha. Bạn thấy cái trong luôn. Còn tàn thì lá thì xum xơi, cây thì đang phải mạnh. Rồi dẫn lá cái tàn em ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của chúng. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong còn clip sau ha. Chúng sẽ làm những cây mai giá cũng cỡ như vậy đã 400 thì cho anh em mình tham khảo ha. Để lựa chọn những cây nào giữa mình ưng ý. Rồi cảm ơn các bạn, chúc các bạn chủ nhật thật là vui vẻ ha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.